Có một câu nói rất hay được Einstein phát biểu vào năm 1922 tại Paris như sau: nếu thuyết tương đối của tôi được chứng minh thành công, Đức sẽ coi tôi là người Đức và Pháp sẽ tuyên bố rằng tôi là công dân của thế giới. Nếu thuyết tương đối của tôi không chứng minh được, Pháp sẽ nói rằng tôi là người Đức và Đức thì sẽ tuyên bố tôi là người Do Thái. Bản thân câu nói này không phải để cho vui, mà nó thực sự nói về thói nhận vơ người tài của một số quốc gia, cũng như phủi họ, vùi dập, phân biệt chủng tộc, sắc tộc với họ khi hết giá trị. Thật đáng buồn khi những điều này cũng xảy ra tại La Liga, một trong những giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng về một môn thể thao vua được ca ngợi là mối hàn gắn vững chắc nhất cho bất kỳ quốc gia nào, với cái thông điệp nghe có vẻ cao cả, thể thao phi chính trị, người ta vẫn thấy ở La Liga những mặt tối, sự xấu xí của bóng đá châu Âu. Chào mừng đến với Battlecry khám phá. Mười bảy năm một câu chuyện. Những đòn phân biệt chủng tộc mà người hâm mộ bóng đá dành cho Vinicius Junior ở sân Mestalla khi Real Madrid làm khách của Valencia đã khiến cho dư luận thế giới không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ trong suốt những ngày vừa qua. Đó có lẽ cũng là những giây phút phẫn uất nhất trong sự nghiệp thi đấu của chàng cầu thủ trẻ này. Theo anh, trên từng bước chân nặng trĩu đi vào đường hầm là những tiếng hô lớn khỉ 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 trên khán đài. Đó không phải là bóng đá, đó là La Liga. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng chẳng phải lần cuối cùng mà nó diễn ra tại La Liga. Ở giải đấu này, họ xem việc phân biệt chủng tộc là điều rất bình thường. Tôi rất xin lỗi những người Tây Ban Nha tốt bụng, nhưng kể từ ngày hôm nay, người dân Brazil đã có cái nhìn xấu về đất nước của các bạn, một đất nước phân biệt chủng tộc. Vinicius đã viết như vậy trên trang Instagram cá nhân của anh. Từ rất lâu trước đây, những lời nói, thậm chí là hành động phân biệt chủng tộc đã không còn quá xa lạ ở La Liga. 17 năm trước, Samuel Eto'o từng suýt bỏ dở trận đấu giữa Zaragoza với Barcelona khi hứng chịu những lời lăng mạ đầy sự thù hận và phân biệt chủng tộc. Anh đã phải thét lên rằng, tôi không thi đấu nữa. Và 17 năm sau, điều này lại xảy ra với Vinicius, một cầu thủ 22 tuổi đầy triển vọng. 17 năm dài đẳng đẵng trôi qua, bóng đá Tây Ban Nha đã phát triển rất nhiều, nhưng vẫn còn đó những kẻ mang màu da của các cầu thủ ra để giễu cợt, để nhục mạ họ. Và hơn cả, La Liga vẫn không cho thấy một hành động quyết liệt nào để hạn chế tới mức tối đa vấn đề nhạy cảm này. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ đơn giản là một khoản tiền phạt, rồi đâu thì lại vào đó. Suốt gần 2 thập kỷ, giải đấu này đã cho đó là điều bình thường. Cả liên đoàn cũng vậy, và đối thủ của họ thì càng khuyến khích điều này. Một giải đấu đại diện cho nền bóng đá của cả một quốc gia vốn đứng đầu làng túc cầu lại để phát đi những hình ảnh về phân biệt chủng tộc. Vinicius hẳn đã cảm thấy vô cùng bất lực. Trên khắp châu Âu, sự bất bình và giận dữ đang ngày càng gia tăng cho những vấn nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Các sân bóng đã trở thành nơi lan truyền những lời lẽ xúc phạm và những hành vi phân biệt chủng tộc đáng kinh tởm. Cầu thủ với nguồn gốc dân tộc khác nhau đã trở thành mục tiêu của sự căm hận và lăng mạ từ những người hâm mộ tự cho là sạch sẽ. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới những cá nhân bị tấn công, mà còn phá vỡ những nỗ lực của sự đoàn kết, sự đa dạng và tình yêu thương trong bóng đá. Châu Âu, nơi nhiều quốc gia, văn hóa và chủng tộc cùng nhau đang trở thành nơi bị thâm nhập bởi sự kỳ thị và thù hận xen vào những trận đấu bóng đá. Đây không chỉ là cuộc chiến của riêng Vinicius nữa, mà là của toàn thể Tây Ban Nha, giới bóng đá và cả nhân loại. Chàng tiền đạo 22 tuổi nhận được sự ủng hộ của các đồng đội, các cầu thủ bóng đá khác, các câu lạc bộ và cả những ngôi sao từ các môn thể thao khác với tình cảm đặc biệt từ Brazil và Anh. Trong trận thắng 2-1 trước Rayo Vallecano vào ngày 25 tháng 5, các cầu thủ Real Madrid đã cùng nhau mặc chiếc áo đầu số 20 của Vinicius để phản đối hành động phân biệt chủng tộc. Trên khán đài, các cổ động viên treo tấm biểu ngữ lớn "Chúng ta đều giống Vinicius". Khẩu hiệu phân biệt chủng tộc không có chỗ trong bóng đá cũng được căng lên trước trận đấu. Phút 20, khán giả tại Bernabeu đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay ủng hộ Vinicius. Nhưng tất cả thì vẫn chưa dừng lại ở đó. Tổng thống Brazil đã lên tiếng bảo vệ tương lai của bóng đá nước nhà. Tại Anh, Rio Ferdinand cũng gãi gắt: "Ai bảo vệ bạn ở Tây Ban Nha, Vini?"
chúng ta sẽ phải chứng kiến cậu ấy trải qua những chuyện tồi tệ như thế này bao nhiêu lần nữa. Cậu ấy cần sự giúp đỡ, và chính quyền thì không làm điều đó. Vini không thể bị trả đạp thêm lần nữa. Châu Âu và cả thế giới đang cùng nhau nỗ lực, kêu gọi, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Việc này tạo ra sự gắn kết, công bằng cả về các nhóm sắc tộc, màu da. Và thể thao thì nên phi chính trị, không nên mang những tư tưởng dù là cực hữu hay cực tả và những môn thể thao vốn để gắn kết nhân loại. Tuy nhiên, các cổ động viên cực đoan thì đang phá hỏng những gì mà hàng trăm triệu, hàng tỷ người đang cố gắng xây dựng nền mỗi ngày. Và Tây Ban Nha thì đang là môi trường bóng đá bị ảnh hưởng nhất bởi vấn nạn mang tên phân biệt chủng tộc. Và khi những người hâm mộ đồng lòng đấu tranh cho Vinicius và dẹp bỏ đi sự bất công, cùng nhau hướng sự phẫn nộ của mình về La Liga, ban tổ chức giải đấu mới thực sự có một chút gì đó cho sự quan tâm. Sau màn phân biệt chủng tộc trên sân Mestalla, La Liga đã ra thông báo cho thôi việc 6 trọng tài VAR trong trận đấu giữa Valencia và Real Madrid. Theo truyền thông Tây Ban Nha, lý do sa thải các trọng tài này là họ đã không cung cấp đủ hình ảnh cho trọng tài chính dẫn tới chiếc xe đỏ của Vinicius. Trọng tài chính chỉ được xem hình ảnh Vinicius tát vào mặt của Hugo Duro, trong khi trước đó Duro đã bóp cổ khiến Vinicius tức giận. Có lẽ nếu không có sự phẫn nộ ấy thì Vinicius sẽ từ nạn nhân mà trở thành người có tội, và ban tổ chức giải đấu sẽ lại thờ ơ như bao năm qua. 17 năm một tội ác, quả thật là chuyện kỳ lạ đến mức hoang đường, nhưng nó thực sự đã diễn ra tại Tây Ban Nha, tại La Liga, tại nơi mà những Ronaldinho, Ronaldo, Messi từng thi đấu. La Liga cần phải trả giá, và Vinicius chỉ là giọt nước tràn ly cho mọi vấn đề. Đó chính là vấn nạn của sự phân biệt chủng tộc. Sự kiêu ngạo và hiệu ứng đám đông đã đè bẹp mọi tôn chỉ về sự bình đẳng, tính tập thể và tinh thần thể thao. Ở Tây Ban Nha, nơi ít có người da màu, vấn đề này lại càng nhức nhối. La Liga đang dần đánh mất vị thế của mình trong làng bóng đá thế giới. Từ những vụ gian lận tài chính, trốn thuế, chưa kể là trước đây, La Liga còn dính vào đại án bán độ do các đội tranh suất dự Champions League bị phanh phui vào năm 2019. Ngoài ra, sự ra đi của Ronaldo và Messi cũng khiến giải đấu này kém phần hấp dẫn hơn. Một môi trường thiếu độc hại cho các cầu thủ da màu, lại không có nhiều tên tuổi nổi bật. La Liga vốn dĩ đã kém hấp dẫn, nay lại càng ổ ế hơn. Vấn nạn không của riêng gì Tây Ban Nha, mà còn là của nhiều quốc gia. Hàng ngày, có nhiều người thuộc các nhóm sắc tộc, không phải người da trắng, chịu sự phỉ báng, nhục mạ, thậm chí là bạo lực đến từ những người mang tư tưởng độc hại. Nói về quy mô của sân cỏ xanh, không riêng gì Tây Ban Nha, mà Anh, Pháp, Đức và rất nhiều quốc gia khác vẫn đang bị ảnh hưởng, thậm chí là cản trở sự đoàn kết chỉ bởi vì cái sự thượng đẳng đó. Và cũng đã có cầu thủ phải từ giã sân cỏ vì nó. Và nó thì cũng chính là hiện thực mà Mesut Ozil, người đã từ giã đội tuyển quốc gia Đức chỉ vì sự thù hận sắc tộc của một số cổ động viên gán lên Anh sau những trận thua của đội tuyển quốc gia. Họ không chỉ mặt điểm tên những Neuer, Müller, Hummel hay bất kỳ ai khác ngoài Ozil sau thành tích bết bát của Đức tại World Cup 2018. Đơn giản vì Ozil có gốc gác là Thổ Nhĩ Kỳ, là người nhập cư. Trong bài báo có tựa đề Mesut Ozil, từ người hùng đến kẻ thù quốc gia, đăng tải ngày 19 tháng 10 năm 2018 trên trang Sport Keda, bài viết này đã mở đầu như sau: bạn sẽ xuống mồ như một người anh hùng, hoặc cũng có thể sống dai tới mức trở thành kẻ thù của cả trăm vạn người. Đó là câu chuyện của Mesut Ozil, người từng vô địch World Cup cùng tuyển Đức, đã phải giã từ sự nghiệp quốc gia vì nạn phân biệt chủng tộc và những công kích mà truyền thông dành cho anh. World Cup 2018, Ozil và tuyển Đức đã tham dự giải đấu này với tâm thế bảo vệ chức vô địch thế giới. Thế nhưng, lời nguyền nhà vô địch đã đến với họ, cũng như chính Tây Ban Nha đã sẩy chân ở kỷ World Cup 2014 và Ý thất bại tại kỷ World Cup 2010. Đức cũng rời World Cup 2018 tại vòng bảng với chỉ duy nhất một chiến thắng sau 3 trận. Cả nước Đức đều bị sốc nặng và sự chú ý ngay lập tức dồn vào một người, đó là Mesut Ozil. Anh bị réo tên và cho rằng là nguyên nhân của màn trình diễn tồi tệ khiến Đức sẩy chân. Họ thậm chí còn cho rằng anh đã phản bội tổ quốc khi gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một tháng trước khi giải đấu khai cuộc. Tuy nhiên, các số liệu thì cho thấy rằng Ozil hoàn toàn không phải nguyên nhân chính dẫn tới sự sụp đổ của tuyển Đức. Số cơ hội anh tạo ra mỗi trận lên đến 5,5,
cao nhất so với bất kỳ một cầu thủ nào của Đức trong kỷ World Cup năm đó. Trong khi đó, những ngôi sao kỳ cựu như Müller, Khedira, Boateng, Hummel và ngay cả Neuer cũng không đạt được phong độ mà họ thường thể hiện. Khi chiến thắng, họ gọi tôi là người Đức. Khi thua, họ bảo tôi chỉ là thứ di dân nhập tịch. Chính Özil đã nói như vậy về hiện thực tàn nhẫn mà bản thân hứng chịu sau thành tích đáng xấu hổ của tuyển Đức tại World Cup. Thế nhưng, từ ngày mà tiền vệ hay nhất nước Đức Mesut Özil dã từ đội tuyển, nước Đức đã gánh lấy hàng tá thất bại trong các trận đấu quốc tế. Vâng, phân biệt chủng tộc không chỉ tồn tại ở một quốc gia nào đó, một lĩnh vực nào đó, và một số người hâm mộ bất mãn thì luôn sẵn sàng tìm kiếm đủ những lý do tầm thường nhất để đổ lỗi cho các cầu thủ vì màn trình diễn kém cỏi, từ tấn công về nguồn gốc dân tộc cho đến quan hệ về quá khứ với các câu lạc bộ. Người hâm mộ hiện đại và phương tiện truyền thông không hề do dự khi chỉ trích một cầu thủ vì thất bại trong bất kỳ một giải đấu nào, và họ thậm chí còn chẳng thèm bao biện cho hành động đáng xấu hổ của mình. Bởi vì ai cũng có thể là nạn nhân của sự thượng đẳng xấu xí đó. Không riêng gì Đức, nhiều cầu thủ Pháp cũng trải qua thảm cảnh tương tự Özil khi tuyển Pháp không thể bảo vệ thành công chức vô địch của mình trong kỷ World Cup 2022 vừa qua. Với phần lớn là các cầu thủ da màu nhập tịch từ các quốc gia trước đây vốn là thuộc địa của Pháp, nhiều người đã đùa vui rằng Pháp là đội tuyển đại diện cho cả châu Phi. Thế nhưng, chuyện đùa vui vẻ đã dần đi quá xa so với sức tưởng tượng của nhiều người. Trong trận đấu với Argentina ở khuôn khổ chung kết World Cup 2022, các cầu thủ Pháp bao gồm Tchouaméni, Kingsley Coman, Kolo Muani đã bị nguyền rủa, bị xỉa sói, đe dọa và hứng lấy những lời lẽ phân biệt chủng tộc đầy cực đoan. Đơn giản vì họ là những người đã sút hỏng trong loạt luân lưu đầy căng não, và họ là các cầu thủ da màu. Trước đó không lâu, vào năm 2020, Jadon Sancho, Marcus Rashford và Saka của tuyển Anh cũng hứng chịu những tình cảm cực đoan tương tự mà các cổ động viên của tuyển Anh dành cho họ. Và không chỉ các cầu thủ, mà đến nỗi cả một quốc gia cũng phải chịu lấy sự phân biệt thượng đẳng đó từ những cổ động viên cực đoan, những người xấu bụng, đó chính là Qatar. Với quốc gia Hồi giáo này, tổ chức thành công kỷ World Cup 2022 đã thay đổi định kiến của thế giới về họ. Thế nhưng trước đó, khi FIFA công bố Qatar sẽ là quốc gia đăng cai World Cup 2022, cả thế giới đã xúm nhau tẩy chay họ. Từ những cáo buộc hối lộ mang tính công kích phân biệt cho tới những tin tức về lao động nhập cư, tất cả đều nhắm đến một mục đích là hạ bệ Qatar và kỳ World Cup của họ. Những hành động này khiến cả Sepp Blatter phải lên tiếng rằng những cáo buộc nhắm vào Qatar đều là những hành động xấu xí, mang đầy sự phân biệt chủng tộc. Và trong nhiều cáo buộc Qatar thì đa số đều đến từ một quốc gia rất quen thuộc, đó là Anh. Họ là quốc gia đã thất bại trong cuộc đua đăng cai trước đó. Cái cú hay không thì không biết, nhưng đây là một hành động vô cùng xấu xí. Phi chính trị và gắn kết. Dù đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong video, nhưng Battlecry xin phép các bạn nhắc thêm một lần nữa, đó là thể thao là phi chính trị và nó là công cụ để gắn kết nhân loại lại với nhau. Chúng ta đã thấy nhiều hình ảnh vô cùng đẹp đẽ trên các sân bóng khi các cầu thủ cùng nhau tri ân một quốc gia hay một nhân vật nào đó, cũng như chứng kiến hình ảnh các cổ động viên trung lập thổi lửa cho cả hai, dù biết rằng sau trận đấu đấy, câu lạc bộ yêu thích hoặc quốc gia của họ sẽ gặp một trong hai đội. Tất cả đều hướng đến sự đoàn kết, tiếp thêm sức mạnh cho những người yếu thế thông qua thể thao, nhất là bộ môn bóng đá. Không chỉ riêng các quan chức, các cầu thủ, mà người hâm mộ cũng góp một phần không nhỏ vào sự đẹp đẽ của thể thao phi chính trị, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Chúng ta cảm thấy khó chịu khi bị một ai đó phỉ báng, nhục mạ, thì chính những người khác cũng sẽ cảm thấy như vậy, thậm chí có phần còn tồi tệ hơn. Do đó, việc mang màu da, sắc tộc của một người nào đó ra để đùa giỡn, để chế nhạo, để phỉ báng là một việc làm, một hành động vô cùng xấu xí, thiếu chuẩn mực của một con người với đầy đủ sự nhận thức, được giáo dục trong hàng chục năm. Đừng để màu da, sắc tộc, tôn giáo trở thành một trong những điều cản trở chúng ta trong quá trình bước tới một thế giới văn minh, hoặc ít nhất là một môi trường thể thao trong sạch. Bởi vì dù đen, đỏ, vàng, trắng, dù là Á, Âu, Mỹ hay Phi, thì chúng ta đều là con người. Đó chính là sự công bằng mà Thượng Đế đã ban cho loài người chúng ta. Không ai là loài thống trị và cũng chẳng ai xứng đáng bị nhạo báng vì màu da, sắc tộc hay tôn giáo cả.
Battle Cry khám phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.